Chùa Thiên Mụ mang nét đẹp cổ xưa, trầm lắng, nằm trên đồi Hà Khê, tả ngạn sông Hương, cách trung tâm thành phố khoảng 5 km về phía Tây. Được khởi lập năm Tân Sửu 1601, từ đời Chúa Tiên Nguyễn Hoàng, vị chúa Nguyễn đầu tiên ở Đàng Trong. Làm nên nét đẹp của chùa Thiên Mụ phải kể đến kiến trúc đặc sắc, cổ kính ở nơi đây. Tháp Phước Duyên, đây chính là tòa tháp nổi bật ở chùa Thiên Mụ, là biểu tượng gắn liền với ngôi chùa, còn được gọi là Phước Duyên Bửu Tháp. Công trình này được xây dựng năm 1844, có hình bát giác cao 7 tầng, mỗi tầng sẽ thờ một đức Phật khác nhau. Cổng Tam Quan, đây là cổng chính dẫn vào chùa, có cấu trúc gồm 2 tầng và 8 mái. Có 3 lối đi, tại mỗi lối đi đều có cửa ván gỗ được bó bằng đinh gõ và đại kiên cố. Hai bên lối đi của cổng đã đặt những bức tượng hộ pháp, ngụ ý như một cách để trấn giữ ngôi chùa luôn được bình yên. Điện Đại Hùng chính là khu chánh điện có diện tích lớn nhất tại chùa. Nơi đây được xây dựng theo lối kiến trúc trùng thiềm điệp ốc khá đặc biệt và được trùng tu, sửa chữa khang trang hơn, đẹp hơn vào năm 1959. Không chỉ có những nét đẹp về kiến trúc, chùa Thiên Mụ còn có giá trị đặc sắc về lịch sử, chứng kiến biết bao những sự đổi thay của 3 triều đại cuối cùng Việt Nam. Nơi đây còn mang những nét đẹp trong đời sống văn hóa, tâm linh của người Việt Nam thời xưa.